Vâng, em Thảo Aro Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay clip ngắn này em giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi loa bass rời, cụ bass rời của hãng JBL Mỹ vì ha, Mỹ xịn sò đàng hoàng. Và cặp bass này thì nó có model là E120-8 vì ha. Đấy. Thì dòng loa này là được 8 ohm vì ha. Tuy là bass 3 tấc nhưng mà cụ từ nó rất khủng vì ha. Từ to như là cụ 4 tấc luôn. Tất cả hàng bãi nguyên zin nguyên bản đẹp lắm vì nha. Đây em cho quý vị và các bạn xem mặt tiền. Mặt tiền của nó thì màn giấy nhưng mà mũi nhôm, dạng mũi giống như là lo toàn giải cho nên là hát tiếng rất sáng vậy nha. Tiếng rất sáng. Đó, hàng thì hình thức là nguyên zin nguyên bản luôn quý vị nha. Hai cái bát nó khá đẹp nhưng mà tuy nhiên trên cái màn bát của một chiếc lo nó có dính một miếng bẩn bẩn vậy ha. Đây, cái này chắc là dơ bẩn thôi, mình vệ sinh là nó sẽ ra thôi. Tại vì hàng mới về mình quay lên cho nóng đó mà, mình cũng chưa có vệ sinh. Hổm gài bận quá cho nên là cái kênh của mình nó cũng có ít video vì ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái bát này cho quý vị và các bạn xem. Đúng 30cm vì nha, mặt tiền đúng 30cm. Rồi còn mặt hậu thì 22cm luôn vì ha. Rất là pro nha, gấu, cũ to lắm vì. Đấy thì cái chiều cao từ trước ra sau cái lo thì nó cũng được gần 12cm. Đó là chi tiết cận cảnh cái cũ lo này, kích thước nó như vậy. Bởi vì và các bạn nào nếu mà muốn quan tâm cũng như là sở hữu đôi lo này để mà trải nghiệm chắc âm nó thì quý vị vui lòng liên hệ với Trần Thảo Khang, số điện thoại 0902764784 vị nha. Và em xin báo giá giao lưu đôi lo này. Em xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta đôi lo này với giá là 8.500.000 đồng vị nha. 8.500.000 đồng chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Nếu quý vị và các bạn muốn sở hữu nó thì cứ liên hệ em. Rồi, đây em xin dừng video. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các clip tiếp sau vị nha.